Hello, mến chào quý cô chú anh chị cùng các bạn đam mê đồng hồ trên mọi miền tổ quốc nha. Lời đầu tiên thì mình gửi lời chúc sức khỏe tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn nha. Chúc tất cả quý cô chú anh chị và các bạn một buổi tối an lành, vui khỏe, hạnh phúc bên gia đình. Ngày mai chúng ta có một ngày chủ nhật thật là hạnh phúc ha, vui vẻ. Hôm nay thì mình về được có vài chiếc đồng hồ mới thôi. Vài chiếc thôi quý chú anh chị, mà mình 1 2 3 4 5 5 chiếc đồng hồ, 5 chiếc đồng hồ gọi là mới nhập thôi. Nhưng mà hôm nay mình về được một lô kim cương rất đẹp nè quý cô chú bọn mình. Những chiếc vòng tay cua nữ nè, đó, sáng lấp lánh long lanh luôn ha. Đó, vỏ nhẫn nam nè, vì mình chưa có gắn vô nha. Đó, vỏ nhẫn nữ nè, nhẫn nam nhẫn nữ là rất là nhiều nha quý cô chú bọn mình. Đây, cho quý chú bạn xem nha. Đó, đã chưa? Tuyệt vời luôn ha. Giá cũng rất là mềm. Mười mấy triệu cũng có ha. Đó, 20 triệu, 2 mấy triệu, 3 mấy triệu, 4 mấy triệu cũng có, rất là mềm. Hôm nay giá mềm mềm ha, đặc biệt hôm nay có cái khóa của Rolex này, vàng hồng cũng rất đẹp nha. Đó, vỏ nhẫn nam không, cái lắc đã chưa. Đó, hôm nay giới thiệu sơ sơ thôi. Ngày mai chắc mình mới đem cân đem đồ lên, hôm nay giới thiệu ở trên cái nhà mới này cho nên là không có cái gì nhiều. Thêm 3 viên kim cương nè, 2 viên này là bông 4 ly 8 rất đẹp nè, viên này 6 ly 3 nước gi luôn nè. Vì 6 ly 3 nước gi này chắc có lẽ ngày mai mình sẽ gắn vào cái vỏ nhẫn nam này. Cái vỏ nhẫn nam này. Thì hôm nay đầu tiên sẽ giới thiệu đến quý cô chú chị bạn mình vài chiếc đồng hồ ha. Vài chiếc đồng hồ đi. Hay da. Chiếc này nó bung cái lò xo ra. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý cô chú bạn mình là một chiếc đồng hồ Omega đồ Vin vàng hồng size 38 năm. Rất đẹp nha quý chị mình nha, rất đẹp, vàng hồng nguyên khối khóa đôi. Khóa đôi bằng đúc nó mới bị tụt cái khóa ra. Tụt cái khóa ra vì chắc là do bữa mình gắn nó bị rớt cái lò xo ra quý chứ mình, nên nó tụt cái khóa ra. Để kiếm cái lò xo lại gắn vô. Cái con đồ Vin này hôm nay mình giao lưu với lại quý cô chú nhưng mà mình với giá là 146 triệu ha. 146 triệu em đồ Vin vàng hồng nha. Khóa đôi nha, cái khóa này hết 36 triệu rồi quý cô chú bạn mình nha. Con này thì 146 triệu hợp lý cực kỳ luôn. 146 triệu nha, em đồ Vin vàng hồng. Automatic máy Casio. Đây 2.500 như quý vị mình nha, rất đẹp, zin nguyên bản luôn, khóa đôi vàng hồng nha. Bạn nào không lấy khóa trừ ra luôn 36 triệu đó. Mai phải đi gắn nó vô. Hôm nay thì mình về một con đồng hồ này cũng rất là đẹp, giới thiệu đến quý vị bọn mình nè. Một chiếc Patek Philippe 5153 Z là dế logo. Con này là khóa đôi nha, khóa đôi hoa thị, một cái dòng đặc trưng mà nhìn vô là độ nhận diện nó rất là cao, biết ngay nhờ chắc Philip rồi. Và chiếc này cái đặc biệt là vòng size của nó, vòng size 38 nha quý chú mình nha, vòng size 38 rất đẹp à. Đẳng cấp ở một chỗ nữa là chiếc này nó thiết kế một cái dáng cổ điển rất là hay, chúng ta có thể mở nắp đáy ra và chúng ta chiêm ngưỡng cổ máy bên trong của nó. Tình trạng chỉ có 3 kim thôi nhưng mà nhìn nó rất là hay quý chú mình, phải không ạ? Đây đây nha, nhìn rất là hay phải không? Máy móc nè, cho chúng ta xem bộ máy cực kỳ đẹp luôn đó. Patek Philippe 750 Never, ta đóng lại. Ở đây chúng ta có một cái mặt số Girocci, ở trên là một chữ Patek Philippe Never bằng vàng rất đẹp nha. Cọc số vàng, kim cọc và một ô lịch ngày rất là đẹp, đẳng cấp hay quý gì ha. Nó thiết kế như một cái quýt kiểu dáng cổ điển. Chiếc này thì hiện tại là chỉ còn đồng hồ không, zin nguyên bản theo nhà sản xuất nha. Mình giao lưu với lại quý cô chú chị và các bạn mình với giá là 518 triệu ha. 518 triệu chúng ta đã sở hữu một em ba chắc Philip dáng cổ điển nhà và chắc Philip size 38. Size 38 lên tay thì chắc mình nghĩ rất là tuyệt vời nha quý chị mình nha. Để mình lên tay cho quý vị mình xem. Tay của mình cũng to nhưng mà mình đeo lên nè. Size 38 ha. Đeo lên tay rất đẹp phải không ạ? Đây. Tuyệt vời ha quý chị mình nha. Đó. 38 518 triệu nha quý chú và nha, 518 triệu chúng ta đã sở hữu được một em ba chắc Philip rồi. Chiếc thứ hai nữa mình muốn giới thiệu đến quý cô chú anh chị bạn mình là một chiếc đồng hồ Rolex. Ở đây chúng ta có một phiên bản Rolex 118135 vàng hồng, mặt số đen rất đẹp như quý chú nha, mặt số đen rất đẹp này đó. Số đen này thì hiện tại thì chúng ta phải lau sạch mặt số để nhìn nó mới phê. Đó, cọc số học trò nhìn tuyệt vời luôn nha, nó rất là ma mị ha. Đó, khóa đôi vàng khối size 36, con này sản xuất khoảng 2012 đến 2016 nha quý vị nha, đời mới đến cao.
tình trạng thì chỉ còn đồng hồ thôi, nhưng mà quý cô chú với bạn nào mua sẽ tặng hộp đi kèm nha. Mình giao lưu với giá là 468 triệu nha quý vị nha, 468 triệu cho phiên bản Rolex này. Tiếp tục nữa thì sẽ giới thiệu đến quý cô chú chị và tất cả các bạn mình là một chiếc đồng hồ Dubai. Một chiếc đồng hồ Dubai đẳng cấp ha. Đây, chúng ta có một chiếc đồng hồ Dubai, mặt số ghi lốc chi 2,5 kim, cây kim dây nằm ở phút 9, góc 9 giờ rất là duyên quý vị mình nha. Mặt số carbon nhìn đã chưa? Đây, cho quý vị nhìn cận cảnh nha. Form dáng độc lạ, cơ chế cót tay chỉ có 28 chiếc trên toàn thế giới. Và chiếc này là chiếc số 8 nha, rất đẹp nha, bản limited. Đây, khóa vàng khối luôn. Cái Dubai này, cái kiểu dáng của nó quý vị mình xem nè, nhìn nó hay không? Độc lạ ha, rất là độc lạ, thích hợp vàng hồng nha, thích hợp cho quý cô chú chị bạn nào thích độc lạ. Nhưng con biết mình không hiểu sao mà cái con này khi mới nó rất mắc nha, 28.000, mà thật sự không có nể phục hết, nể phục cái ông chủ mua chiếc này đầu tiên, bây giờ ông bán lại nữa, bỏ 28.000 đô ra mua cái đồng hồ này có xứng đáng không quý vị bạn mình? Ha, nhiều bởi vậy cho nên là mình nói là thật sự là đam mê là bất tận phải không? Khi đã máu thì không biết bố cháu là ai ha, đúng không quý vị bạn mình? Đó, 28.000 cho một phiên bản từ nhà sản xuất đưa ra với mức giá là 28.700 triệu, vậy chúng ta có mua không? Nếu thật sự quý vị bạn mình cầm tiền có mua con này không? Mình không mua, mình nói thiệt luôn, mình là người đang giao lưu đang bán thiệt nhưng mình nói thiệt không mua luôn. 28.000 cái con này nhìn nó chua chát quá quý vị bạn mình nha, thiệt. Mình nói vậy thôi, nhưng bây giờ mình mua cũ lại rồi. Con này mình giao lưu với lại quý cô chú bạn mình với giá cực kỳ hợp lý luôn, 139 triệu. Hơi bị hợp lý luôn, xem giá vàng nha quý cô chú mình nha. 139 triệu là coi như là có 5.000 hơn xíu thôi. Giảm được hai mấy ngàn luôn. Giá này thì có thể chơi được ha quý vị ha. Hai mấy ngàn thôi, nói thật. Chua quá, không nên mua. Hôm nay giới thiệu đến quý cô chú chị bạn mình một chiếc Rolex 4 số 1501, rất đẹp ha quý vị ha. Đẹp một cái là cái mặt của nó là mặt xám khói rất đẹp, niền đồng tiền. Con này là dây jubilee luôn nha. Đó, niền đồng tiền dây jubilee luôn. Quý vị mà nha. Con này thường thường nó là dây tăng. Nó là dây tăng. Nhưng cái con này là thay cái dây 5 số vô rồi nè, dây jubilee. Đó. Là dây nguyên bản nhà Rolex nha, dây Rolex luôn mà, dây nguyên bản hết nha, dây đời cao hơn. Mặt xám rất đẹp nha, size 34. 34 nhưng chúng ta Rolex lên tay không nhỏ đó nha quý vị nha. Mình cho quý vị xem nè. Đó, đẹp chưa? Đẹp tuyệt vời luôn ha. Chiếc này mình giao lưu với lại quý cô chú chị và các bạn mình với giá là 65 triệu nha. 65 triệu cho em này. 4 số niền đồng tiền. Nhưng mà giá con này nó hơi cứng tí nha. Đó, mình nói thật. Đẹp vì nó quá đẹp nha quý vị nha. Đẹp tuyệt vời. Cộng thêm bộ dây 5 số nữa cho nên giá của nó là, nhưng mà chúng ta chấp nhận được. Hợp lý nha quý vị nha. Mình nghĩ hợp lý lắm á. Hôm nay sẽ giới thiệu đến quý cô chú anh chị và tất cả các bạn mình một chiếc đồng hồ Rolex Daytona. Hôm nay chúng ta có một chiếc đồng hồ Rolex Daytona. Đây. 11. Rất là đẹp phải không ạ? Đời 11 nha quý vị nha. Mặt số sàn size 40. Tuyệt vời chưa? Đó. Phiên bản đường đua F1. Đó quý vị ha, mặt số xoàng. Con này mình giao lưu với lại quý cô chú với bạn mình với giá là 689 triệu nha quý cô chú nha, 689 triệu cho em Daytona này. Dây nguyên bản nha, khóa đôi vàng khối. Con này là phiên bản dây da. Đây cho quý cô chú mình xem nha. Tuyệt vời chưa? Khóa đôi vàng khối phiên bản dây da. 689 triệu chúng ta một em Daytona phiên bản đường đua. Xài máy 4130 nha quý vị nha, 4130 chỉ có cho lên tới 70 giờ. Nhưng mà cái dòng Daytona này nhà sản xuất đưa ra là 70 giờ nhưng để chỉ có 70 giờ mình nghĩ rất là ít. Vì sao? Nó xài thứ hai ổ cốt lớn cho nên khi chúng ta nạp đủ cốt nó, chúng ta hoạt động rất là nhiều mới nạp được đủ cốt của con này quý vị bạn mình. Không là không đủ cốt là nó không có nạp đủ để mà nó chịu cốt đâu quý cho mình ha. Hút lót thì hiện tại ở đây mình có một em Spirit rất đẹp nha. Vàng hồng nguyên khối, form tăng, kim cương thiên nhiên zin hãng, 368 triệu ha. Hút lót cực
kỳ tuyệt vời luôn nè quý vị mình ha. Hôm nay mình có một chiếc này nữa, một tí xíu mình quên nè. Ở đây chúng ta có một em Robbie vàng khối. Hôm bữa mình có một em full hộp sơ thẻ mình bán rồi nha. Con này khác nha quý vị nha, khác nha. Con này chỉ có đồng hồ và hộp thôi, không có sổ thẻ nha. Đét cao mắt 2 rồi quý vị mình nha. Đó, logo góc 6 giờ rồi. 11 cái này 126715. Robbie nha, máy 3285 chữ có 70 giờ. Đó. Benzen ceramic, một chất liệu mà được phát triển riêng của Rolex, vàng Royal Gold, một chất liệu vàng đỏ riêng của Rolex sản xuất 2005 đến bây giờ. Tình trạng là còn 10 mắt dây rưỡi, rất đẹp nha. Tuyệt vời luôn nha quý vị. Con này phải nói là tuyệt vời luôn. Chiếc này mình giao lưu với lại quý cô chú chị và mình giá hôm nay là cực kỳ ưu đãi luôn nha, 938 triệu. 938 triệu chúng ta có một em Rolex Robbie 126715, siêu đẹp luôn ha. Đã chưa quý vị, tuyệt vời luôn ha. Đeo một cái nhẫn vô nữa thì không còn gì bằng luôn. Cái này mới cái vỏ thôi nha, ngày mai mình sẽ gắn cái hộp 6 ly 3 này vô. 6 ly 3 nước gì kiểm định da VVS2. Nguyên bộ này thì mình giao lưu với giá chỉ có 130 triệu thôi nha. Tuyệt vời chưa? Một carat mà giao lưu với 130 triệu thôi. Đây, ở đây chúng ta có một cái vòng kim cương thiên nhiên rất đẹp nè. Kim cương thiên nhiên 2 ly nha. Ở giữa là 3 ly rưỡi nè. Đẹp chưa? Kim cương thiên nhiên nâu. Nhìn cái vòng tuyệt vời luôn quý quý bọn mình. Tuyệt vời luôn. Vòng này mình giao lưu với lại quý quý bọn mình với giá là 112 triệu ha. 112 triệu cho cái vòng này. Quá đẹp. Ở đây chúng ta có một cái nhẫn 6 ly rưỡi nữa nè. Một cái nhẫn 14K 6 ly rưỡi. Cái nhẫn này là chưa kiểm định nha. Bao kim cương thiên nhiên nha quý vị nha. Hỗ trợ kiểm định theo yêu cầu. Với chú cô chú anh chị mà mình mua thì chốt đặt cọc thì mình sẽ kiểm, mình bao kim cương thiên nhiên. Nếu không phải kim cương thiên nhiên đền gấp đôi liền quý vị mình nha. Chiếc này giá đẹp luôn. 6 ly rưỡi. Cả vỏ như thế này mình giao lưu 65 triệu nha. Trời ơi. Rẻ thế này thôi còn gì bằng nữa không ạ? Cái vỏ này không cũng ba mấy triệu, 40 triệu rồi. 65 triệu cho một viên 6 ly rưỡi cả nhẫn như thế này. Còn gì bằng nếu mà không chơi quý chú bằng mình phải không ạ? Đúng không? Đây. Đó. Đây còn đây là mới nhẫn nữ nè. Nhẫn nữ nè. Đây mình có cái khóa. Cái khóa này hôm nọ mình mua cái đồng hồ kia bị cái khóa này không phải khóa zin của hãng nha, khóa chế tác mà nhìn đã không? Nhìn đã quý quý bạn mình. Gần 9 chỉ á, khóa này. Vàng chắc 14 quá. Khóa này mình giao lưu với giá là 55 triệu quý vị mình ha, 55 triệu cho khóa này. Không có bán giá vàng được nha quý quý mình nha, không có bán giá vàng được. Cái này là tiền công cán rồi dữ lắm. 55 triệu cho khóa này ha. Khóa này xài cho mấy con đời mới nè, rất đẹp ha quý vị mình ha. Vỏ nhẫn thì hôm nay cũng rất là nhiều nè. Ở đây có cái nhẫn này như 4 ly 2 thì phải. Rất đẹp nè quý vị của mình. Rất đẹp luôn. Cái này mình giao lưu hữu duyên quý vị bạn nào giá 9 triệu nha. 9 triệu nha. Có cả nhẫn luôn. Đó. Rồi chiếc này nữa nè. Đó, chiếc này là hơn 5 ly nè. Hơn 5 ly là nhẫn ngoại nha. Đó, đẹp chưa? Đó, khoảng 5 ly 1 quá. Hơn luôn á, mình chưa có đo vì hôm nay cũng không có định là lên đâu quý cô chú bạn mình. Là vui vui thì lên tí thôi. Cái nhẫn này mình giao lưu với lại quý cô chú bạn mình với giá là 23 triệu nha, rất rẻ. 23 triệu phải không ạ? Một cái vỏ nhẫn nè, tuyệt vời chưa? Đó, 23 triệu cái vỏ nhẫn này luôn. Đây. Đẹp chưa quý cô chú bạn mình? Tuyệt vời luôn ha. Ba cái vỏ nhẫn nữ nè. Thôi mấy cái vỏ này chắc ngày mai mình gắn hộp vô rồi mình giới thiệu đến quý vị bạn mình ha. Chứ bây giờ chưa có hộp vô bán cái vỏ không cũng ổn lắm, mình mua về để gắn hộp mà giờ bán vô rồi đi mua nữa quý vị mình đó ha quý vị mình ha. Rồi hôm nay giới thiệu đến đây thôi. Chắc clip sau giới thiệu đến quý vị và bạn mình nhiều hơn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Mến chúc quý vị và các bạn một buổi tối an lành, vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Số điện thoại của mình là 0779613696 ha.
số nhà riêng của mình là 96/12/4 Thạch Ra, Phú Thạnh, Phố Hồ Chí Minh. Cái địa chỉ giao lưu thêm một lần nữa ở 790/72/17 Hương Lộ 2 nha quý vị nha. Hương Lộ 2. Mình giao lưu ở đó nữa nha quý vị nha. Đó là cái nhà thứ hai của mình. Nếu quý chú ý gì, bạn mình có nhà ý thì cứ đến đó giao lưu với mình ha. Rồi một lần nữa mới chúc quý cô chú chị bạn buổi tối an lành, vui khỏe, hạnh phúc bên gia đình nha. Có rất là nhiều những đồng hồ ở đây nữa nè, còn nhiều món rất đẹp và đặc quý của chú bạn mình đây nha. Đông trùng hạ thảo nè, kim cương thiên nhiên còn rất là nhiều nè, phải không ạ? Còn rất là nhiều, nhưng mà trải qua hôm nay là về cái lô mới lên đây khoe thôi, chứ còn nhiều lắm quý chú bạn mình, còn nhiều để mà đây ha, còn nè quá trời luôn, ngày mai mình mới gắn vô được ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha. Gặp lại quý chú bạn một clip gần nhất ha. Rồi xin chào, bye bye. Chân thành cảm ơn nha. Bye bye.